một tết Liên Quân ginh quà rước lộc vào ngay. Liên Quân nhận ngay cặp kim thần tài hữu hạn Triệu Vân và Slimz lì xì may mắn 50.000 quân huy mỗi ngày và các phần quà khác trong chuỗi sự kiện Tết từ ngày 5 tháng 1 đến ngày 29 tháng 1 mùng 1 Tết. Vào Liên Quân để may mắn cả năm nhé các bạn. Ồ, chuẩn bị chơi Liên Quân thôi các bạn ơi, chuẩn bị sẽ thắng rồi, chắc có nhiều phần quà lắm. Cái vậy? Tiếng nói gì đùng đùng ngoài vậy? Đi ra, chạy ra xem được. Cái gì vậy? Chị nói đây luôn. Ủa, cái này của mình đi. Tên nào kia? Thằng đây đâu vậy? Lan hả? Tao sẽ phá hoại cái này, không có một sự sống nào còn ở trên đây đâu. Hình như đó là Ma Lốc. Không, chẳng làm gì ở làng mình vậy? Cái tên Ma Lốc. Ừ này, cái làng này sẽ chịu với sự thống trị của ta. Cái tên quái vật kia, nó thấy mình rồi. Chạy chạy chạy. Chết rồi, cái tên Ma Lốc này. Ngươi còn mơ đi. Chạy nhanh lên. Không xong thiệt rồi, hắn giết theo mình đi, hắn còn phá làng của mình đó kìa. Cái tên Ma Lốc này, tên nô lệ kia, ta sẽ cho cả ơi con người chết. Tha cho tôi đi mà, đừng phá làng tôi nữa. Dừng lại cái tên quái vật kia. Thế ai vậy? Ta sẽ không cho ngươi làm hại tới đây đâu. Cái gì cơ? Ngộ Không? Một con khỉ sao? Trời ơi, Ngộ Không vậy rồi. Đi em ơi, thằng này mạnh lắm. Quả dịch nó là kinh khủng đó. Ngộ Không không đánh bại được nó luôn. Ai da, trời ơi, cho tao lũ hèn. Chạy trời ơi, sao tên đó sao mạnh quá vậy? Rồi, cái tên đúng mạnh luôn, hắn ta phá banh cái làng của mình, nhà của mọi người nữa. Phải kiếm cách nào đó. Phải làm sao đây trời? Anh sức mạnh anh đã không đủ nên anh đánh bại hắn rồi. Không đủ, phải cần thêm sức mạnh á. Mình có cách rồi. Mình có một cách có thể kết hợp Ngộ Không với Chainsaw Man với nhau. Được các bạn ơi. Có kế hoạch rồi. Giờ thì anh ơi đi tới phòng thí nghiệm này với em nè. Trời đi lọt hả? Đi thẳng anh ơi, tới phòng thí nghiệm đi, em có kế hoạch rồi. Anh đang đi nè. Ông tiến sĩ ơi, Ông đâu rồi ta? Đúng rồi anh ơi. Không biết ổng có trong tay em nữa, ông tiến sĩ ơi. Ủa, hình như hôm nay ổng không có ở đây. Là thôi, mình đành mượn mấy cái máy tính của ổng mới được. Giờ để mình để xem coi. Mình có thể kết hợp ADN của Ngộ Không với Chainsaw Man đó. Được, để mình bấm nè. Mà khoan đã, bây giờ nếu em có thể biến ăn được như vậy thì cũng không được đâu, hắn ta quá mạnh. Bây giờ chỉ còn một cách là em phải tìm thêm gọi là những viên ngọc tài chiến lực để có thể có sức mạnh để đánh bại nó. Tại thêm cái tài chiến lực nữa. Mấy viên ngọc đó nghe ghê quá vậy. Vậy là anh biết vị trí đó đúng không? Đúng vậy. Vậy thì bắt đầu đi lấy những cái viên ngọc đó thôi bạn ơi. Em phải đem vũ khí theo, nếu không thôi em sẽ không thể nào đánh bại được tụi nó. Được, để em đi kiếm tự vũ khí coi. Ông biết ở phòng ông thí nghiệm này chắc chắn sẽ có vũ khí rồi đó trong đây mà ta. Đây rồi, có khẩu súng ở đây này. Được, để mình giúp anh Ngộ Không hại những con quái vật đó kìa. Ok, rõ rồi, đi ta anh ơi. Tới rồi nè, chứ mà có gì vậy? Là ai? Các người đến đây với mục đích gì? Chúng tôi tới đây kiếm những viên ngọc tài chiến lực. Còn ông là ai vậy? Mỗi điểm những viên ngọc tài chiến lực sao? Em bước qua xác của tao này. Cái gì? Đây chính là người canh giữ hả? Nó tiến lối kìa anh Ngộ Không ơi. Đánh nó đi em ơi. Né thôi. Con quái vật này. Con này sao mạnh quá vậy? Nó đánh mình văng tuốt vô đây luôn. Bắn nó. Chở nè con, mày chết nè con. Mày lì nè. Rồi con quái vật này trâu thế. Hình như đây là bắt cua hả? Ôi, chỗ này sao mà chơi đây trời? Thôi giờ làm cách nào qua đây là dễ với anh rồi. Bây giờ mấy trò này là anh là cái bọc ý cha. Wow. Ui, mẹ em chết các bạn ơi. Vượt qua này. Ui. Ôi, cái Nổi lên nào. Cái cưa này ghê quá à, nó bắn liên tục luôn. Muốn lấy để có sức mạnh thì phải mạnh lên, mẹ lên chứ. Nè. Thôi, yếu quá chứ. Ai, mấy cái cưa này làm khó gì được mình chứ. Yếu quá. Ui, đứng nép quả vào một bên bạn ơi. Cái cưa đường giữa nè. Ui, yếu quá. Ui, coi chừng. Ui, nó cưa qua kìa. Yếu quá anh thấy mới được. Cẩn thận một xíu, mình đem mất cửa bạn ơi. Mình chỉ có cưa kìa. Yếu quá. Ôi anh Ngộ Không, cần tới chỗ anh này. Cưa lên, cưa lên. Ui, mẹ em chết. Rồi, quay. Đi. Một cưa. Rồi, vô đây luôn. Yeah, qua được rồi. Qua mày tiếp theo thôi. Rồi, đi thôi. Chỗ nào đây? Ui, nơi này là đâu nữa vậy? Hình như cái này nè. Bộ cái kia 100 cái ra 500 kg. Bên đây 100 kg. À, cuối cùng anh hiểu rồi, đây là lực, đây là cái mà mình phải lấy được rồi để vượt qua để có được năng lực của lực đó. Hình như bị khóa rồi, là mình phải sắp xếp lại á anh ơi. Giờ thì anh bưng làm cho anh bưng nổi không vậy? 100 kg. Anh sẽ bắt đầu từ nhỏ, từ 100 kg. Rồi, được không đây trời? Thôi 100 kg là hơi bị nặng luôn á nha các bạn nha. Ui, được luôn kìa. Ghê quá vậy. Đương nhiên là được rồi. Được rồi, bây giờ nó ở đâu đây? Ở đây đúng không? Đúng rồi á. Chỗ đó đó. Trời ơi, đỉnh quá bạn ơi, công nhận các bạn nào thấy Ngộ Không khỏe không? Trời ơi, ghê chứ ơi. Quá đơn giản. Wow, bưng được cái vàng luôn. Trời, cái này nằm 1000 kg là nặng hơn mình gấp mấy chục lần luôn, mấy ngàn lần luôn á. Anh bưng được cái 1000 kg không vậy? Ơi bị nặng đó. Để anh coi coi 1000 kg sao, quá đơn giản. Bây giờ anh bưng này qua trước nè. Ôi giờ anh vô anh bưng 1000 kg. Oai. Ghê quá vậy. Chúng ta muốn có năng lực rồi chúng ta phải làm như vậy em hiểu không? Ghê quá à. 1000 kg luôn các bạn. Giờ chỉ cần bưng cái bàn là cái cuối cùng nữa thôi các bạn ơi. Đây rồi, xong rồi, quá đơn giản. Ủa, không biết cửa trên kia mở cửa hết, đi lên xem anh ơi. Lên xem. Ủa, nó còn chưa mở nữa. Ê, tiếng nổ gì vậy? Ui, hình như là bên dưới kìa. Thêm 2 cục nữa hả? Trời ơi, 2 cục này nhiêu ký đây? 5.000 kg. Anh bưng nổi không vậy? Bây giờ anh sẽ thử thách bản thân bưng 1 lần 2 cục luôn. Ghê vậy, trời, 5.000 kg cộng lại. Dạ 10.000 kg. Anh bưng nổi không trời? Anh bưng được 1 cục rồi kìa. Hình như được đi. 2 cục luôn. Anh không thấy đường để đi. Anh không đi thẳng rồi. Đi thẳng anh ơi, đi thẳng luôn. Nặng quá. Lên trên. Ôi. Thôi, để cho anh bưng đặt mấy đó vô thôi ơi, 1 cục rồi kìa. Ôi cái cục này. Rồi cục này đây nè. Wow, được rồi. Nó mở kìa anh ơi, đi vô thôi. Đi nào yeah. Tới nơi kìa, đến nơi kìa, đây rồi chính là nó, những viên ngọc tài trí lực. Thì ra nó ở chỗ này, lấy được rồi anh xài những 3 viên ngọc đi. Được rồi, hãy xem anh nè. Trời. Wow, ghê quá vậy. Anh trở thành Ngộ Không rồi đây. Wow, trời. Cái cây kia giờ biến thành một cái loại vũ khí đẹp quá vậy. Giờ là mình có thể hạ được Ma Lốc rồi. Mùng 1 Tết Liên Quân, Ginh Hòa rước lộc vào ngay Liên Quân, nhận ngay cặp kim thần tài hữu hạn Triệu Vân và Slimz, lì xì may mắn 50.000 quân huy mỗi ngày và các phần quà khác trong chuỗi sự kiện Tết từ ngày 5 tháng 1 đến ngày 29 tháng 1 mùng 1 Tết, vào Liên Quân để may mắn cả năm nhé các bạn. Mình quay lại phòng thí nghiệm đó bạn ơi, và mình đã mượn ID của anh Chainsaw Man, mình bỏ vô trong kia rồi. Giờ mình cần trả người ta gọi là của Ngộ Không nữa coi. ID của anh nữa anh ơi, giúp em ơi. Rồi được rồi, ta có một cái sự khả năng gọi là tạo phân thân, nên bây giờ ta sẽ cho em một cái phân thân. Đã quá, phân thân luôn kìa. Rồi anh phân thân vô cái đầu này giúp em nha. Anh phân thân vô trong kia các bạn ơi. Giờ thì bắt đầu kích hoạt rồi, để mình bấm nè. Rồi, giờ anh kích hoạt giùm em nha, để em vô trong kia. Được rồi. Kết hợp vô và cứu lại xe tối đó bạn ơi. Rồi, chưa vô. Rồi, được rồi anh ơi, em vô trong rồi nè. Được rồi, em sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi, kích hoạt đi. Được rồi, chơi chưa? Ôi, cái gì ơi? Ôi, xong rồi sao? Được rồi. Ôi, nhìn ghê quá vậy. Là mình đã có sức mạnh rồi nè. Giờ thì đi thôi thôi, quay về tiêu diệt tên Ma Lốc đó thôi. Đi thôi. Giờ mình đã có sự góp sức của Ngộ Không rồi. Giờ thì đi thôi thôi, anh Ngộ Không ơi, đi qua xử tên Ma Lốc, biến nó về thế giới Liên Quân mới được. Ơi, tới làng rồi nè. Rồi cái tên Ma Lốc kia vẫn còn đang phá làng mình kìa. Được rồi. Hủy Linh ơi, tên Ma Lốc kìa. Dẫn tới đây. Nó nguy hiểm quá. Tao quay lại đây. Để hạ ngươi nè. Lại của Ngộ Không nè. Lên giúp nó luôn. Bay được. Hãy xem mày dưới đây. Nhào vô, nhào vô. Tiêu diệt nó thôi. Lướt qua nè. Ra là mày Ngộ Không à, mày với thằng kia sao được gọi tao xử hai đứa mày luôn. Rồi rồi. Rồi em ơi, lướt lướt. Được rồi. Chờ chờ chờ. Tiếp đi. Coi này. Rồi, ok. Chiêu quyết định nè. Ui mày quyết định sao? Tao sẽ giết hết tất cả tụi mày. Lên. Tiêu diệt. Wow, ui. Ui, thắng rồi. Được rồi. Yeah, trời ơi, đã quá à. Cuối cùng có tiêu diệt được tên đó rồi. Ê, biến về lại người thường luôn rồi. Ồ, hay lắm, hay lắm. Rồi, cảm ơn anh nhiều nha, các bạn cũng nên nhớ nha. Mùng 1 Tết Liên Quân ginh quà rước lộc vào ngay Liên Quân nhận ngay cặp phim thần tài hữu hạn Triệu Vân và Slimz lì xì may mắn 50.000 quân huy mỗi ngày và các phần quà khác trong chuỗi sự kiện Tết từ ngày 5 tháng 1 đến ngày 29 tháng 1 mùng 1 Tết vào Liên Quân để may mắn cả năm nhé các bạn. Thôi em đi chơi Liên Quân nhanh Ngộ Không. Đi thôi, đi thôi, đi thôi. Bye bye. Những bạn nào thích mình đăng những nội dung trên Facebook hãy nhớ tham gia link fanpage của mình nhé. Mình để dưới phần mô tả đó và bạn hãy vào click vào cái lượt thích này để theo dõi những video mới của mình nhé.